Hôm nay thầy giáo xin hướng dẫn với học viên ôn thi dự tuyển công chức và nâng ngạch công chức cái phần mềm hình thức trắc nghiệm vn trên phần mềm này có rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên Thì kỳ thi tuyển công chức là phải mang tính chất phân loại học viên mà thế cho nên là à, học viên có nhu cầu ôn luyện trên phần mềm Thấy, à, liên lạc với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0943781234 à, số thứ hai là 0912595654 được cấp ký danh và mật khẩu đăng nhập phần mềm, ôn luyện các dạng câu hỏi mang tính chất phân loại học viên môn kiến thức chung, môn tiếng anh, môn tin theo hình thức trắc nghiệm. Vì để đáp ứng được kỳ thi mà chúng ta phải làm là câu hỏi trách nghiệm mang tính chất phân loại và rất là hệ thống các thầy chuyên đi dạy, cho nên đã đầu tư đọc lý thuyết và dịch lý thuyết sang câu hỏi trắc nghiệm để học viên thực hành luôn để khi kỳ kỳ thi chính thức diễn ra học viên không bỡ ngỡ Hôm nay thì giáo nói về chương 7 uh, của Hiến pháp năm 2013 uh, những điều nói về chính phủ để uh, bắt đầu từ điều 94 uh, đến điều uh, 101. Ví dụ điều 94 thì khi mà uh, các thầy dịch thành câu hỏi trắc nghiệm uh, điều 94 là như sau. Ví dụ chúng ta đọc điều trè câu hỏi 94 này. Thiêu Hiến pháp năm 2013 chọn phương án sai uh, trong các phương án sau đây. Phương án A, chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất. B, chính phủ thực hiện quyền hành pháp. C, chính phủ là cơ quan chấp hành của quốc hội. D, chính phủ thực hiện quyền pháp lý. Như vậy ở đây là đề bài cho chúng ta phải chọn phương án sai. Như vậy A, B, C, D thì như vậy là sẽ có 3 phương án đúng và một phương án sai. Thì làm thế nào để biết được phương án nào sai? Thì chúng ta chọn dùng cái cách là gì? căn cứ vào điều 94 để chúng ta chọn ba phương án đúng, sau đó ta loại trừ còn phương án thứ tư chính là phương án sai. Ví dụ như đây là điều 94, điều 94 này, à, chúng ta đọc là chính phủ là cơ quan chấp hành nhà nước cao nhất của nước cộng hòa sau trường ở Việt Nam, thì như vậy là 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 đáp án A là chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất là đúng rồi đấy, à, nó, nó nó viết trong điều 94 mà thực hiện quyền hành pháp À, thực hiện quyền quyền hành pháp. Phương án B là thực hiện quyền hành pháp là đúng đấy. À, phương án C là gì? Cơ quan là cơ quan chấp hành của quốc hội. C là cơ quan chấp hành của quốc hội. Như vậy A, B, C đều là có nội dung trong điều 94. Vậy là các phương án đúng. À, như vậy loại trừ D chính là phương án sai. À, thì chúng ta để ý là nội dung trong phương án à, D cũng không có ghi trong điều 94 như vậy khi học câu hỏi trắc nghiệm trong phòng nền phần mềm, phần mềm à, hình thức trắc nghiệm vn của thầy giáo các em in hiến à, pháp ra giấy hoặc in luật in thông tư ra giấy rồi chúng ta làm thì chúng ta sẽ đối chiếu với các phương án ở trong phần mềm nhất là phương án gây nhiễu và các phương án chính thức thì phương án gây nhiễu nó rất gần với phương án đúng cho nên chúng ta phải đọc cẩn thận học kỹ để nắm chắc thì chúng ta không bị lầm tưởng à, bởi các phương án gây nhiễu. Các thầy chuyên đi dạy cho nên là ra phương án gây nhiễu là các bẫy cho học viên. Những học viên mà học hơi hợt sẽ rải mắc vào phương án bẫy thì chúng ta sẽ chọn nhầm. Đấy. Đấy. Cái câu tiếp theo là theo hiến pháp năm 2013 thì cái câu này sau này thầy không đọc nó để, để tiết kiệm thời gian. Chọn phương án sai trong các phương án sau đây. Đấy. Đấy. như vậy là chờ, chờ chúng ta để ý là trong các phương án sau đây À, à, chính phủ chịu trách nhiệm phương án sau đây chính phủ chịu trách nhiệm trước quốc hội và báo cáo trước đấy à, ví dụ như là chính phủ chịu trách nhiệm trước quốc hội và báo cáo công tác trước a à, là quốc hội báo cáo trước quốc hội báo cáo trước ủy ban thường vụ quốc hội báo cáo trước chủ tịch nước báo cáo trước mặt trận tổ quốc thì chúng ta xem như là đây là phương án sai vẫn dùng phương pháp suy luận chúng ta chọn a b c là đúng thì d sẽ là phương án sai. Thế làm thế nào để biết được thì chúng ta đối chiếu này. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội này và báo cáo công tác trước Quốc hội này. À, Ủy ban Thường vụ Quốc hội này, Chủ tịch nước này. Như vậy chính phủ phải báo cáo à, trước Quốc hội à, trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trước Chủ tịch nước. Thế thì căn cứ vào điều 95 à điều 90 đây là căn cứ vào điều 9 À, 94 đây là ý đây vẫn là đăng điều 94 nha đấy thì chúng ta chọn A đúng này B đúng này C đúng này như vậy suy ra D báo cáo trước mặt trận tổ quốc là không ghi trong điều 94 cho nên D là đáp án đúng cái câu 95 À câu điều 95 thì chúng ta phải chú ý này điều 95 là chính phủ là gì chính phủ gồm có thủ tướng chính phủ này các phó thủ tướng chính phủ này, các bộ này, các bộ trưởng này và thủ trưởng cơ quan ngang bộ, đấy là chính phủ gồm đấy. Thế thì bây giờ các thầy đưa ra câu hỏi này là à, chính phủ gồm a à, là thủ tướng chính phủ, các phó thủ tướng, các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Đấy thì chúng ta để ý đây là gì? Chính phủ gồm thủ tướng này, các phó thủ tướng này các bộ trưởng này, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chính là nằm trong khoản 1 rồi. Đấy, phương án A nằm nằm trong khoảng 1 nhé. Phương án B Đó, phương án B là thủ tướng này, các phó thủ tướng này, các bộ trưởng này thì B nó thiếu đi thủ trưởng cơ quan ngang bộ. C thì là nó lại thiếu đi là đây thủ các thủ tướng là thủ tướng này, các phó thủ tướng này, thủ trưởng cơ quan ngang bộ này thiếu đi cái bộ trưởng các bộ trưởng D. Thủ tướng chính phủ các phó thủ tướng chính phủ thì nó thiếu đi các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ thì như vậy đáp án A là đầy đủ hơn cả cho nên chúng ta chọn đáp án A là chính phủ gồm à, à còn có thủ tướng chính phủ các phó thủ tướng chính phủ các bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang bộ là nằm trong điều 95 khoản 1 điều 95 đây khoản 1 điều 95 còn à, tiếp tục là cơ cấu số lượng thành viên chính phủ do à, quốc hội quyết định à, thì các thầy giáo đưa ra một câu hỏi là số cơ cấu số lượng chính phủ do cơ quan nào quyết định quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ nhà nước thì đây là các phương án rất gần với phương án đúng cho nên chúng ta để ý là gì là a à, là quốc hội là đúng còn b c d là phương án gây nhiễu à, cái câu tiếp theo của điều 95 là À, theo Hiến pháp 2013, Thủ tướng Chính phủ báo cáo công tác của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ trước cơ quan nào? A là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. B là Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. C là Quốc hội, Chủ tịch nước. D là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước. Đấy, thế thì vì sao chúng ta lại chọn đáp án A? Là vì căn cứ vào vào khoản 2 thủ tướng chính phủ là người đứng đầu chính phủ chịu trách nhiệm trước quốc hội về hoạt động của chính phủ này và nhiệm vụ được giao này báo cáo công tác của chính phủ thủ tướng chính phủ trước quốc hội trước ủy ban thường vụ quốc hội trước chủ tịch nước đấy thì như thế thì chúng ta thấy rằng là đáp án A là đúng cái đáp án B thì thiếu đi cái chủ tịch nước đáp án C là thiếu đi ủy ban thường vụ quốc hội đáp án D thì thiếu đi Quốc hội đấy cho nên đáp án A thì đầy đủ hơn cả để chúng ta chọn A là đáp án đúng đấy, câu tiếp theo là cơ quan nào chịu trách nhiệm cá nhân trước thủ tướng chính phủ à, à, chính phủ và Quốc hội về ngành lĩnh vực được phân công phụ trách cùng với thành viên khác của chính phủ chịu trách nhiệm tập thể hoạt động của chính phủ thì A là Bộ trưởng Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, B là Bộ trưởng, C là Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, D là Bộ trưởng các Thứ trưởng. Thì chúng ta thấy rằng đáp án A là đúng, vì chúng ta thấy rằng là thủ tướng... À, đấy, thì chúng ta phải đọc à, ở đây là gì, cơ quan nào chịu trách nhiệm trước cá nhân, à, cá nhân trước Thủ tướng, đấy, thì chúng ta để ý này, à, thì à, đây đây nó là gì, là khoảng 4 đây này bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước thủ tướng chính phủ à, chính phủ quốc hội về ngành lĩnh vực được phân công phụ trách eh, các thành viên khác chính phủ chịu trách nhiệm tập thể hoạt động của chính phủ như vậy đây là là chúng ta để ý cơ quan nào đây chính là bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước đấy cho nên ta bán đúng ở đây là bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ đấy thì căn cứ vào khoản 4 này cho thầy vui vàng đây thì các thầy thay cái giá trị này bằng cơ quan nào chịu trách nhiệm thì đáp án đúng của nó sẽ là bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ thế còn gây nhiễu là bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ và bộ trưởng các thứ trưởng thì đáp án d thì cái thứ trưởng này không ghi này nhưng c là thủ trưởng cơ cơ, cơ ngang, ngang ngang bộ là cũng ghi trong 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 điều 95 bộ trưởng cũng ghi nhưng mà a là nó sẽ đầy đủ đúng hơn cả À, cho nên ta chọn A vì được phép chọn một trong bốn phương án thì phương án A thì đúng hơn cả thì chúng ta chọn A chứ B thì nó cũng đúng nhưng mà đang thiếu C cũng đúng nhưng thiếu cho nên A là đầy đủ hơn cả đấy cái cách học là thế thế bây giờ sang điều 90 98 là gì Kìa, 98 đây Trong khi mà điều 98 thì uh, điều 98 uh, nói là là gì Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu trong số đại biểu của Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ quyền hạn sau đây. Thế thì các thầy hỏi là Thủ tướng Chính phủ do cơ quan nào bầu. Đấy thì ta đưa ra câu hỏi đây này. À, ta 98 này theo hiến pháp 2013. Thủ tướng Chính phủ do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội. Thì A là Quốc hội, B là Nhà nước, C là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, D là Chính phủ. Thì cái này chúng ta thấy đáp án A là à đúng là quốc hội đây. Cái căn cứ điều 98 này, thủ tướng do quốc hội bầu trong số đại biểu quốc hội. Đấy, đấy thì chúng ta cái 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 cách học là thế. Thế bây giờ câu tiếp theo là à cả điều 99 này. À giờ chúng ta để ý điều 99. Đấy, 98 với điều 99. À, điều 99 này. Khoản 1 này, bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Đấy là thành viên của chính phủ và là người đứng đầu cơ đứng đầu bộ cơ quan ngang bộ lãnh đạo công tác của bộ cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực được phân công tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc. Thì các, các thầy đưa ra câu hỏi là gì? Ai là chịu trách nhiệm quản lý nhà nước? về ngành lĩnh vực được phân công tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành à, pháp luật liên quan đến ngành lĩnh vực à, trong phạm vi toàn quốc thì cái từ ai này đấy thì chúng ta để ý đây chính là à, thay cho thế là gì bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngàn bộ ai mà? À, là người đấy thì cái câu hỏi thế để dọc dọc theo đây đấy như vậy thay cái từ là mình ai À, là chúng ta thấy đây là đáp án đúng luôn. Bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ đây là cái đáp án màu xanh đây. Đấy, là là đáp án đúng của câu của 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 câu à, hỏi à, điều 99. B là bộ trưởng thứ trưởng, C là thủ trưởng cơ quan ngang bộ thứ trưởng, D là bộ trưởng thứ trưởng thì chúng ta thấy A là đúng hơn cả. Thế câu tiếp theo ai là người báo cáo à, Công tác trước chính phủ, thủ tướng chính phủ thực hiện báo cáo trước nhân dân về những vấn đề quan trọng thuộc trách nhiệm quản lý. A là bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, B là bộ trưởng, thứ trưởng, C là thứ trưởng, thứ thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thứ trưởng, D là bộ trưởng, thứ trưởng. Thì chúng ta để ý có chữ thứ trưởng đây thì nó được không ghi trong điều 99. Cho nên đáp án A là đầy đủ hơn cả, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Thì chúng ta để ý đây bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ là phải báo cáo gì khoản 2 đây thủ trưởng cơ quan ngang bộ báo cáo công tác trước chính phủ thủ tướng chính phủ thực hiện chế độ báo cáo trước nhân dân về những những vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực quản lý thì đây chính là đáp án các thầy đưa ra ai là phải báo cáo công tác trước chính phủ thay cái cụm từ này bằng bằng ai thế thì đây chính là đáp án đúng luôn À, đáp án đúng luôn này. Cái cách học thế. Cái còn lại BCD là gây gây nhiều. Thế điều 100. Điều 100 này là theo hiến pháp 2013 chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành văn bản pháp luật để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật. Đấy, thế thì để ý ở đây là gì? Đây, đây, các thầy đưa ra câu hỏi là Là gì? Đây, à, đây Là cái đường 100 đây này Đấy Thủ tướng, chính phủ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang ngăn bộ ban hành Đấy Thì các thầy thay cái, 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 cái Cái cụm từ này Đấy Là ai? Đấy Chính phủ này Các thầy thay cơ quan này Nào Cơ quan tổ chức Đấy cá nhân nào Đã. cơ quan tổ chức cá nhân nào ban hành đấy các thầy thay bằng câu câu hỏi thì đáp án đúng là chính phủ thủ tướng chính phủ bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ là đáp án đúng à, chính phủ thủ trưởng cơ quan à, chính phủ thủ tướng chính phủ bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ à, thay các cái cụm từ này bằng uh, cơ quan uh, tổ chức cá nhân nào ban hành văn bản pháp luật để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và xử lý các văn bản trái với pháp luật trái pháp luật theo quy định của luật Đấy, thì đáp án đúng của nó là chính phủ à, rồi thủ trưởng thủ tướng chính phủ bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ C B C D là đáp án gây nhiễu gây nhiễu là chính phủ thủ tướng chính phủ thứ trưởng đây là không đề cập đến anh thư trưởng này, đây có cái, có các chữ thư trưởng. Đấy thì chúng ta thấy loại chữ BCD luôn. Điều 101 là cơ quan nào được mời tham dự phiên họp của Chính phủ khi bàn các vấn đề liên quan? A là mặt trận à, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương tổ chức chính trị xã hội. B là BCD là các phương án gây nhiễu thành viên ủy ban mặt trận, thành viên ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành viên tổ chức chính trị xã hội. Đấy thì nó 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 không đầy đủ như phương Anna A. C là chủ tịch mặt trận. C là chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trưởng ban các ngành à của Đảng. D là người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội và người đứng đầu à, các ủy ban quốc hội. Đấy thì đây BCD là cái gây nhiễu thì chúng ta để ý điều 101 một thì các em để ý là Chủ tịch của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội được mời chúng ta để ý được mời tham gia thì cái phần bôi vàng này các thầy thay bằng à, thay bằng câu câu hỏi để chúng ta lấy đấy, cơ quan nào được mời thì chính là à, đáp án đúng của cái cái phần bôi bôi màu vàng này đấy là chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị xã hội, đúng không? Đấy, thì chúng ta để ý A là đáp án đúng. Đây là cái cái phương pháp học là cái cái chương à, chương nói về chính phủ, Đấy, thì chúng ta để ý là đây là cái chương 7 nói về chính phủ. Thì các cái nhiệm vụ quyền hạn là của chính phủ và nhiệm vụ quyền hạn của thủ tướng chính phủ thì video tiếp theo thầy giáo sẽ sẽ hướng dẫn à, các em thì video này cũng tương đối dài rồi thầy tạm dừng ở đây trên phần mềm có rất nhiều các cái dạng câu hỏi trắc nghiệm các em có nhu cầu liên hệ với thầy giáo theo số 0943078123 hoặc 0912595654 để được cấp ký danh và mật khẩu đăng nhập vào phần mềm để chúng ta ôn luyện các dạng câu hỏi trắc nghiệm bằng tính chất phân loại học viên thì giáo chúc các em thì tốt, các em thấy video của thầy 2 bổ ích. Hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào nút hình chuông để nhận video tiếp theo. Thì giáo cảm ơn các em.